Xin chào các bạn, cái video này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu sâu thêm một chút nữa một trong những cái thành phần mà rất là đơn giản và rất là nhỏ nhưng đóng góp đến thành công của một video, đó chính là về trang phục các bạn thân mến. Thì như chúng ta đã biết, trong tất cả video thì chúng ta bao gồm có hình ảnh, âm thanh và cái nội dung chúng ta muốn truyền tải đến. Thì cái vấn đề hình ảnh đó chính là cái trang phục các bạn mặc. Các bạn mặc trang phục là chúng ta cần phải có một sự gọn gàng ở trong đó, sạch sẽ, gọn gàng. Đấy là cái điều đầu tiên các bạn sẽ được ăn điểm. Và một cái thước hình trước hết là nó chuẩn thì nó phải gọn gàng, sạch sẽ, chưa cần nói đến đẹp. Và sau đó thì chúng ta cần phải lưu ý tiếp đến một cái vấn đề, đó là gì? Trong mỗi một ngành nghề thì mỗi một trang phục nó cũng sẽ khác nhau. Giả sử như nếu như bạn là bác sĩ thì tất nhiên là cái áo blue trắng thì đương nhiên nó sẽ tạo cho người xem nhận biết ngay đó bạn là bác sĩ, phải không? Còn những người thầy giáo thì chỉ cần trang phục gọn gàng. Những người công nhân điện hạn, chúng ta sẽ nhìn thấy những bộ trang phục màu theo kiểu dạng màu cà rốt đấy. Còn những cái người mà làm về những cái lĩnh vực như là chúng ta có thể thấy những cái cô lao công chẳng hạn, thì chúng ta thấy có bộ đồng phục riêng của họ, đúng không? Mỗi một ngành nghề sẽ có đồng phục riêng. Ý mình muốn nói ở đây là gì? Các bạn hãy lựa chọn trang phục nó phù hợp với ngành nghề của mình, để khi mà chúng ta đào tạo thì nó hợp với cả gì ạ? Nội dung chúng ta đào tạo. Ngoài cái việc nó gọn gàng ra thì phong cách các bạn cần phải nhất quán. Sở dĩ các bạn thấy mình mặc cái áo màu nâu nâu này suốt từ đầu đến cuối cái khóa học này, đơn giản không phải là vì mình chỉ có một cái áo ấy đâu, nhưng mà mình đã lựa chọn cái màu áo này sẽ đi xuyên suốt, và khi các bạn nhìn thấy mình ăn mặc như thế này các bạn sẽ nhận ra mình ngay lập tức đó. Rồi là trong ba cái tiêu chí này các bạn cố gắng phải đạt được nó ít nhất là hai đến ba, thậm chí là tất cả, các bạn hình dung không ạ? Nếu như mà chúng ta mà nói về một chủ đề về nấu ăn mà chúng ta không có một cái tạp dề ấy, thì nó cũng hơi bị kỳ kỳ, đúng không ạ? Hãy trang phục những cái gì mà mình theo cái ngành nghề của mình, để cho nó đảm bảo là gì? Khi người xem nhìn vào đó, họ sẽ nhận ra ngay, à bạn này, à anh này, chị này, à thầy giáo này, họ đang muốn đào tạo về cái gì. Và đó là cái cách tốt nhất, đơn giản nhất để chúng ta có thể giúp cho khách hàng lưu lại ấn tượng. Chúng ta chỉ cần ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ, thế là đủ rồi, không cần phải quá đẹp. Cái quan trọng nhất vẫn là cái tính nhất quán ở trong từng cái ngành nghề của mình. Rồi là nếu mà những cái ngành nghề có trang phục thì các bạn có thể sử dụng đồng phục cũng được, hoặc là các bạn có thể ăn mặc gọn gàng. Vậy một cái video mà có thể thành công được thì nó kết hợp những yếu tố nhỏ. Mình đang ở đây, ngồi đây trước mặt các bạn đây, cùng muốn xây dựng cho các bạn một cái phong cách, giúp cho các bạn lắp ghép từng mảng ghép nhỏ. Những cái mà video mình làm ra nó đều có mục đích riêng. Các bạn cố gắng lưu ý những cái gì mà mình nói. Và video ngắn này mình chỉ muốn nói rằng các bạn hãy cố gắng lưu tâm và để ý đến vấn đề trang phục làm sao cho nó hợp lý nhất. Và video ngắn này mình xin kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.